Thank you.
我地山嚟Thank you.
quý vị nhìn tổng bóng đấy. Và cắt dăm ra nhìn vàng ươm. Chào anh Lịch nhá. Chào tất cả các anh em nhá. Anh nhìn thấy bộ dăm anh Khương làm kinh khủng không? Thì anh ngắm xem dăm anh Khương anh làm. Cây già nhỉ anh Lịch nhá. Cây già. Ám hàm. Đây quý vị, trước đây Huyền Sai có chia sẻ một hai lần rồi. Anh mới cắt được cái cành thỏ thế này. Già nó sáng thế anh Lịch. Già nó vàng ươm. Cây cổ nhìn thích quý vị ạ. Cái xương đòn này quan trọng nhất là cái xương đòn này nó cũ anh Lịch nhỉ, nó còn. Đấy, anh ấy giật lại quý vị ạ, thì nó đốt đốt một nhìn thích lắm. Tầm này cắt xong rồi nó phụt ra dăm nữa, rát tết. Làm một lần nữa quý vị ạ. Nói chung chúng ta muốn không phải che cái hè ấy, chúng ta làm trước hè nó khoảng tầm 2 tháng anh Lịch nhỉ. Để lúc đấy là nó phụt lên rồi là mình không phải che nữa đúng không? Thường ví dụ mình làm tháng 4 tháng 5 là nắng là phải che vất vả. Nói chung ngắm những cây này phải ngắm xa quý vị ạ, để xem tổng bóng thích. Vì cây cổ thì không biết nói gì nữa rồi. Nói chỉ biết khen nó già thôi quý vị ạ. Và xem cái sự đổi biến khác như thế nào. Thưa quý vị nhìn nó già. Lại như cục gạch phòng. Sợ thế. Những menu cắt chuyển. Sợ thật. Nhìn nó nhạc thích. Quý vị cứ nhìn theo với ông Sai chia sẻ. Úi giời, nhân nghèo. Khiếp thật. Giả tới quả phúc quý vị ạ, giả tới chi dằm. Những cái cây này mình ngắm lâu nhà anh Lịch nhỉ? Thì càng ngắm càng thích. Càng ngắm càng thích. Đây ngắm. Cắt giật nhiều quá mà cái bộ dằm nó như kiểu cái chuột tay. Thật, thích lắm quý vị ạ. Rụt gì. Nhìn cái cành nó văng rồi quý vị này. Đấy, bằng người chạy. Nói chung là cây cảnh chúng ta nên ngắm từ từ, ngắm kỹ. Mình cảm nhận được cái độ già và độ tinh túy của tác phẩm. Đây, xương chạy, xương bàn đẹp. Chuyển lại đẹp. Anh lách sang quý vị này. Cắt đi. Dâng lên. Nói chung là khi mà lá nó mọc thì quý vị ạ, vẫn nhìn được tất cả cái bộ xương tay đòn. Đấy là cái hay nhất. Nuôi cái đấy nữa nhỉ. Một lạc cành thở anh đang để, anh chưa cắt anh Lịch. Ừ đây. Một lạc nó dị ra đúng không? Ừ. Ừ. Lịch sướng. À đúng rồi, anh Lịch là cũng là một những người gọi là thật sự gu cổ của anh là rất cao. Và trước đây anh Lịch là chuyên đi mua những cây cổ bên Hải Hậu về cho anh em Ninh Bình. Cần nghe cái hình bóng có cái là chạy sang ngày đôi Lịch. Đúng rồi. Đấy, rất hay sang này nhiều quý vị ạ. Quý vị ngắm một lượt phòng bệ nhá. Chân móng nhá. Đấy, những chân móng kinh khủng. Chân móng anh giật bây giờ nó đã to nhanh như này, đồ già nuôi nó cũng sướng thật ở chỗ đấy quý vị ạ. Đây là những nhát cắt ngày xưa vì ở trên đá cắt xuống quý vị. Thank you.